Bớt đi một con số là nhiều hay ít? Tưởng rằng là bớt đi hay hóa ra lại là thêm vào? Những câu hỏi này liên quan đến một chủ đề mà mạng xã hội bàn tán nhiều trong tuần qua. Đó là sau 3 tháng nữa thì toàn bộ 60 triệu thuê bao 11 số sẽ được chuyển thành 10 số. Tôi đang làm việc ở nước ngoài, kỳ rồi nghe nói nếu không cập nhật ảnh và thông tin cá nhân thì sẽ bị khóa số. Tất bật xin chủ về nước cập nhật tốn một mớ thời gian và tiền bạc. Nay là cái vụ này thì thôi rồi. Còn rất nhiều dịch vụ khác bảo mật qua số điện thoại như Gmail, Facebook, PayPal. Điện thoại Nokia cùi đang đau đầu sửa số bạn bè người thân đây. Bớt đi một con số, nhưng sẽ có thêm được 1 tỷ thuê bao. Nói một cách đơn giản thì có thêm được lợi ích lâu dài. Nhưng mà lợi ích trước mắt thì các nhà kinh doanh SIM số đẹp đã thấy được. Tưởng tượng là một SIM 11 số hiện là 0127888888 thì sau ngày 15 tháng 9 nó sẽ trở thành là 081888888. Khác hẳn phải không ạ? Chính vì vậy cho nên là SIM này hiện giá thành đã đội lên 4-5 lần, thậm chí cả chục lần. Lâu lâu mới được lọc trời, găm hàng để đó chờ thời bán ngay. Chuyển tới rồi lại chuyển lui, các bác cứ chuyển, để tôi lượm tiền. Giờ mấy bác buông SIM tự tăng với nhau thôi, đến lúc nhu cầu mua không có thật cũng giảm. Sao cứ phải bỏ thật nhiều tiền để mua một cái SIM mà nó cũng chỉ dùng để liên lạc, lãng phí quá. Lãng phí hay không? Có thể quý vị đã có câu trả lời cho riêng mình. Nhưng sau cùng thì có thể thấy là chỉ với một động tác bớt đi một con số trên SIM thôi thì nó cũng có thể làm phát sinh hàng chục cái con số không trong đó khoản chi phí mà cả xã hội phải bỏ ra cho sự thay đổi. Hãy chia sẻ quan điểm của quý vị về các vấn đề kinh tế trên các trang fanpage của VTV24. Xin hẹn gặp lại.